เลยฟังเดียวRồi ok, và em Thắng Phạm xin chào các anh. Và hôm nay em lên video review giới thiệu với các anh xem đây là cái cây máy khoan pin máy màu xám của hãng LED, hàng công ty công nghệ của Đức đó các anh. Đó, mẫu này là mẫu đời dòng đời cao nhất, có mã số là FX1271T. Đó, và có anh có hai anh khách luôn. Đó, hai anh ơi, có anh khách ở Phong Điền, Cần Thơ đến nhà Thắng Phạm để mua máy luôn đó anh. Rồi anh đây. Rồi hôm nay tình hình dịch bệnh nó cũng đeo khẩu trang nha các anh, thông cảm. Rồi anh đến mua nguyên một bộ combo máy khoan đó, bộ combo dòng máy đỉnh nhất và có 5 chức năng, mã số là FX1271T, gắn mũi khoan 30mm vào. Ở khoan review test thử máy cho các anh xem. Máy xài pin 24V 5.0. Đây thì một thùng có cục pin 24V 2.5 nữa, và sạc và tay cầm. Đó, nguyên thùng như thế này có giá là 7,5 triệu nha các anh. Đó, em review thì các anh xem để tiếp tục cho anh khách khoan nữa nha các anh. Máy khoan này nó có chức năng là chống giặt, bảo vệ cổ tay. Khi mà khoan mà lắc ngang cái là nó giặt, nó sẽ ngắt motor. Đó, thấy là khá hay luôn á các anh. Rồi ok, tiếp tục khoan vài mũi nữa cho mọi người xem nha. Rồi đây là cái máy khoan dòng cao nhất và đỉnh nhất của hãng LED 24V. Đây có nguyên thùng. Đây anh khách sẽ khoan tiếp cho các anh mình xem nha. Rồi đè luôn nha, mít luôn nha. Chạy luôn. Chạy mít luôn đi. Đè luôn, đè luôn. Rồi ok, tiếp tục, tiếp tục. Đó chạy dép luôn rồi. Chạy dép luôn rồi. Wow, quá hả anh. Đó. Giữ pin lại. Đừng cho nó lắc ngang. Rồi ok, tiếp tục. Khoan miết miết à, máy chạy miết luôn anh. Đây là mình đang để số 2. Rồi bây giờ anh để ngay giữa đi. Bây giờ anh đè anh nhúng cho hết cốt rồi coi cái máy nó có đứng không nha anh. Rồi để số 2 đè. Rồi, đè hết cốt hết người luôn nha. Coi máy nó có đứng không nha. Rồi đi luôn. Wow, máy bần ghê luôn các anh. Rồi ok, dỡ lên anh. Rồi dỡ lên. Go. Trả lại. Rồi ok. Đó. Rồi dỡ lên. Rồi rút lên luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ thử máy test nặng. Đây số 1 rồi. Rồi đè cái nữa. Miết luôn nha. Rồi cái này là đè phan máy, bao test máy mạnh. Nếu mà cái anh nào, anh khách nào mà đến nhà Thắng Phạm mà đè cái máy phan này nó mà đứng á, đúng máy á, là tặng cho nguyên một bộ luôn các anh. Khỏi lấy tiền, khỏi mua. Rồi ok anh. Đó, bao khỏe, bao mạnh luôn á. Đó, quá ngon lành không. Khoan này là chơi test rất là nhiệt tình luôn rồi đó. Máy công suất lực mạnh là 158 newton. Anh khoan rồi, anh cảm giác thấy máy sao anh? Cho anh biết làm không nha. Lại cái máy rồi mấy anh ơi. Máy mạnh quá. Máy mạnh quá. Rồi tới anh khách thứ hai đè cái luôn anh. Không, em gỡ ra. Gỡ ra hả? Khoan hưởng cái cho mọi người xem ấy. Thôi được rồi, nói gì vậy. Rồi ok ha. Rồi lượm tiền. Rồi ok, cảm ơn hai anh nhiều. Và anh khách đến xem mua nguyên combo, có nguyên thùng luôn nha các anh. Rồi một bộ combo máy của hãng LED 24V, máy công ty công nghệ của Đức, cây khoan dòng đỉnh nhất, có 5 chức năng, mã số là FX1271T. Đó, và có nguyên thùng nè. Phải có cục pin 24V 2.5A. Cục pin này là để khi mà làm công việc khoan và có bắn ống vít trên cao gắn cục pin 2.5 vô cho nó nhẹ nhàng. Còn mà khoan mũi khoan lớn test nặng là gắn cục pin 5.0 vô. Như anh khách này đang sử dụng là mình xài khoan là thấy là nó sẽ có lực khỏe mạnh. Đó, cây này đã ra các anh. Nó xài im chứ đâu có ngắt không anh. Khoan thì miết miết luôn ha. Yeah.
quá đã luôn ra đây. Rồi ok, rồi như vậy là xong, bắn tiền thôi. À, rồi cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video. Các anh xem video thấy được ok thì cho em một like cái video này với nha các anh. Dạ em Thắng Phạm xin cảm ơn ạ.